Chào tất cả các bạn, mình là Tới Tiền Tê đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm cái nhánh cây bằng lá dừa nha. Nhánh cây trang trí này nè, như thế này. Đó. Dùng để trang trí rất là đẹp. Rồi công cụ mình làm á, thì cọng lá dừa, cái kéo và một cái bấm. Thì cọng lá dừa này nè, mình sẽ tước rồi nha. Sẽ tước ra như thế này. Đó. Mình sẽ tước được như thế này. Đó. Tước một khúc trường khúc đây nè. Thì tiếp theo á, mình lấy cái kéo nè. Nhìn nhắm lên đây mình bắn cắt xéo gì. Đó. Mình sẽ cắt xéo gì. Tiếp tục cắt. Đó. Tiếp tục cắt. Mình cắt cho hết cọng mình luôn nha. Mình cắt ra được như thế này. Đó. Thì mình sẽ quấn. Quấn gì nè. Mình cầm đầu này nè. Đầu này mình giữ nha. Mình quấn. Đó. Mình sẽ quấn theo dọc theo nhánh nhánh cây luôn. Đó. Đó. Mình sẽ quấn. Quấn gì? Quấn khi nào cho nó hết hết cái mí mình cắt thôi. Nó cũng dễ lắm. Đó. Mình quấn quấn. Này. Mình bắn tới miếng này xong đó, thì khúc đầu này nè, mình sẽ bấm lại. Đó. Mình bấm được rồi, mình sẽ cắt bỏ cái đầu này luôn. Đó. Rồi. Sẽ bắn xong là mình sẽ được nhánh như thế này. Đó. Rồi, mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Cảm ơn mọi người.